Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong thời điểm mối quan hệ của Nga với các nước phương Tây trở nên phức tạp do cuộc xung đột Nga-Ukraine, không quân Latvia vừa qua đã xác nhận các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để chặn 5 máy bay quân sự của Nga bay qua biển Baltic mà không có kế hoạch bay hoặc thiết bị phát tín hiệu đang hoạt động. Vậy Nga đang tính toán điều gì khi để tiêm kích bay trên không phận quốc gia thành viên NATO? Cụ thể, các máy bay của Nga đã được phát hiện vào hai ngày 20 và 21 tháng 9, khiến phái bộ cảnh sát hàng không Baltic của NATO phải phản ứng khẩn cấp. Theo không quân Latvia, các máy bay phản lực của Nga đã bị phát hiện bay trong không phận quốc tế gần các quốc gia Baltic, nhưng chưa kích hoạt bộ đáp ứng, một hệ thống điện tử giúp duy trì kiểm soát không lưu an toàn. Liên quan đến vụ việc, tờ Kiev Independent cho biết, máy bay phản lực của Nga thường xuyên xâm nhập không phận phía trên vùng biển Baltic, trong khi tắt máy phát tín hiệu, có thể là để thử phản ứng của các quốc gia NATO. Qua đó, trích dẫn những trường hợp máy bay Nga thực hiện các hoạt động tương tự trong quá khứ. Được biết, sự việc lần này có sự tham gia của các máy bay phản lực Eurofighter đồn trú tại Latvia đã chặn vào hộ tống máy bay Nga. Ngoài ra, thưa không phận Đức, đơn vị tham gia nhiệm vụ cảnh sát hàng không Baltic của NATO xác định, các máy bay này là một nhóm gồm 5 chiến đấu cơ, một máy bay Sukhoi Su-35 và 4 máy bay Sukhoi Su-30 MKI. Trước đó vào ngày 17 tháng 9, Latvia đã phát hiện một vật thể không xác định gần biên giới với Belarus, gây ra một cuộc điều động khác của NATO. Ngay lập tức, các máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Lievade đã được gửi đến để điều tra nhưng không tìm thấy vật thể đáng ngờ nào trong không phận Latvia. Sau đó, Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận vật thể không xác định đó chỉ là một đàn chim. Riga cho biết, lực lượng không quân của nước này phối hợp với các đồng minh NATO đã tăng cường giám sát không phận sau sự cố xảy ra hồi đầu tháng 9 khi một máy bay không người lái loại Sahet của Nga xâm phạm không phận nước này. Cụ thể, máy bay không người lái Sahet được trang bị thuốc nổ đã rơi xuống giáo sứ gaigalava thuộc quận Rezene của Latvia vào ngày 7 tháng 9. Lực lượng vũ trang Latvia, máy bay không người lái đã xâm nhập nước này từ Beirut và được cho là đang trên đường đến một mục tiêu ở Ukraine trước khi nó đổi hướng và rơi xuống. Theo điều 5 của NATO, nếu một quốc gia thành viên là nạn nhân của một cuộc tấn công vũ trang, tất cả các quốc gia thành viên khác sẽ đến hỗ trợ. Được biết, điều năm chỉ được viện dẫn một lần trong 75 năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Kể từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, đã có những lo ngại rằng cuộc chiến có thể mở rộng, có thể sang Ba Lan hoặc các nước Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania, tất cả đều là thành viên của NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định rằng ông không có kế hoạch tấn công các quốc gia này. Và trong một cuộc phỏng vấn với cựu người dân chương trình Fox News Tucker Carlson, được phát sóng vào tháng 2. Ông tuyên bố Moscow không có hứng thú xâm lược Ba Lan, Latvia hay bất kỳ nơi nào khác. Tổng thư ký khối quân sự NATO Stoltenberg hôm 16 tháng 9 bác bỏ khả năng đối đầu trực diện với Nga trong bối cảnh phương Tây đang cân nhắc bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Động thái có thể gia tăng đối đầu giữa Nga và phương Tây, buộc Nga điều chỉnh chiến lược phòng thủ, thậm chí là học thuyết hạt nhân cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Trả lời phỏng vấn tạp chí chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine, ngay cả khi các quốc gia thành viên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cũng nói thêm rằng NATO theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang thực hiện trong thế trận hạt nhân của mình. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh lập trường trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước NATO hiện không chỉ thảo luận về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất, mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không ông nebezia đồng thời cảnh báo nga sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa với quốc gia diễn biến tiềm tàng này có thể thay đổi căn bản mối quan hệ giữa nga và phương tây nếu quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí thực sự được đưa ra hoặc sẽ được đưa ra điều đó có nghĩa là từ thời điểm đó các nước nato sẽ bắt đầu chiến tranh trực tiếp với nga trong trường hợp này như các bạn chúng tôi sẽ phải đưa ra các quyết định có liên quan tới tất cả những hậu quả mà phương tây sẽ phải gánh chịu việc sử dụng các loại vũ khí như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có quyền truy cập và dữ liệu tình báo từ vệ tinh của mỹ và liên minh châu âu điều này ukraine không thể làm được Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, phương Tây đã có những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nguyên nhân chủ yếu là lo ngại khả năng leo thang căng thẳng giữa các cường quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra, Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công Nga. Tờ Politico của Mỹ cũng đưa tin rằng Nhà Trắng đang thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu cụ thể. Quyết định chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vài ngày tới có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Việc dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí cho Ukraine từ lâu đã là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tuần trước tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định làm như vậy, trong khi đó lập trường của Pháp khá mơ hồ. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 5 vừa qua tuyên bố Pháp nói chung sẽ không phản đối việc sử dụng tên lửa như vậy. Theo chuyên gia Neya Vysimaya Gazeta của Nga, các quan chức phương Tây dường như hiểu rõ rằng các cuộc tấn công sâu vào Nga không chỉ bằng máy bay không người lái mà bằng bất kỳ loại vũ khí nào do NATO cung cấp đều sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột. Mỹ cũng đang chờ đợi cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ. Hai ứng cử viên cho chiếc ghế ở Nhà Trắng, bà Kamala Harris và ông Donald Trump dường như có những ý tưởng khác nhau về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tại hội nghị an ninh ở Trung Quốc ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga có kinh nghiệm độc đáo trong việc chống lại nhiều loại vũ khí phương Tây ở Ukraine và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với các đối tác. Cụ thể, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng chia sẻ thêm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tái tạo chiến tranh hiện đại và cho thấy vũ khí của Nga có khả năng đánh bại vũ khí phương Tây. Ông Fomin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây đã gửi cho Ukraine những loại tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow SCALP. Cho đến nay, Kiev chỉ dùng những tên lửa này để chống lại lực lượng Nga ở bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo nguồn tin thân cận. Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 12 tháng 9 dẫn lời các quan chức châu Âu cho rằng, tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, miễn là không sử dụng ATACMS do Mỹ gửi. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm đầu tiên giữa Washington DC của Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Mỹ. Anh đã ra hiệu với Mỹ rằng London muốn cho Kiev dùng Storm Shadow, SCALP do Anh và Pháp cùng phát triển để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden nhằm thể hiện một sự chiến lược phối hợp với Mỹ và Pháp. Giới chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng sẽ nghe ông Stemmer trình bày vào ngày 13 tháng 9. Theo tờ The New York Times, nếu được chấp thuận, quyết định cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể sẽ giúp lực lượng Ukraine giữ vững vị trí sau khi chiếm lãnh thổ Nga như họ đã làm trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Biden đã do so dự không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công đất Nga, đặc biệt là sau cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga có thể đáp trả bằng cách hỗ trợ Iran nhằm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 khẳng định Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, theo RT. Ông lưu ý rằng những cuộc tấn công sử dụng vũ khí như thế đòi hỏi Ukraine phải có thông tin tình báo từ cấp vệ tinh NATO, trong khi dữ liệu cần thiết cho việc khai hỏa có thể chỉ được cung cấp bởi quân nhân NATO. Ông Putin cảnh báo rằng nếu quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây, tấn công lãnh thổ Nga được thực hiện, điều đó đồng nghĩa với các nước NATO đang tham gia trực tiếp cuộc xung đột ở Ukraine. Đại diện Putin nhấn mạnh, sự tham gia trực tiếp của họ đương nhiên làm thay đổi lớn cho bản chất xung đột, do đó Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên mối đe dọa mà chúng tôi đối diện. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.